Các anh em trong tổ chức Bình Chi Linh, ngày hôm nay chúng ta có nhiệm vụ giao kiện hàng bí mật này đến cho vị khách ở trên kia. Và tôi xin tuyên bố chúng ta sắp hoàn thành rồi. Rất may là chúng ta đã đến được nơi an toàn. Giờ chỉ cần chuyển hàng lên cho khách hàng ở trên kia nữa là xong. Anh em hôm nay vất vả rồi đấy. Làm tốt lắm anh em ạ. Quả này tình em giàu to rồi. Tuy nhiên chúng ta có một tin xấu. Tổ chức vừa thông báo trong hàng ngũ của chúng ta có một gián điệp. Hắn ngày hôm nay còn ở trong số chúng ta. Tổ chức của chúng ta nổi tiếng là giao hàng nhưng giữ bí mật tuyệt đối về gói hàng cho khách. Tuy nhiên tên gián điệp đã bắt đầu đánh hơi được thông tin về gói hàng này rồi. Chỉ còn một vài thời gian nữa thôi, hắn sẽ biết được trong này có gì. Nếu thông tin gói hàng này lộ ra ngoài, tổ chức chúng ta sẽ thân bại danh liệt. Cùng với đó, số tiền kiếm được ở món hàng này cũng sẽ không cánh mà bay. Chúng ta bắt buộc phải thủ tiêu được tên gián điệp này ngay tại đây. Vậy thì làm thế nào để tìm được tên gián điệp bây giờ? Hay là bây giờ mình ghi từ khóa ra giấy, ai không ghi được người sẽ là gián điệp. Không được, gián điệp rất gian xảo, hắn ta có thể trà trộn hoặc cháo lá phiếu, chưa kể thông tin món hàng có thể bị lộ. Việc này quá nguy hiểm, không làm thế đâu. Thế có cách nào vạch trần được tên gián điệp này không? Bình, liên lạc với tổ chức thần nào sẽ có cách nào vạch mặt nó ra không? Alo, tôi nghe này. Tôi hiểu rồi. Tổ chức vừa ra một thông báo, đó là tất cả chúng ta phải chơi trò chơi Undercover. Ai là gián điệp? Undercover là một trò chơi đang rất hot hiện nay. Sẽ có 3 phe: người dân, gián điệp, mũ trắng. Người dân chiếm đa số và đều được cung cấp một từ ngữ chính là thông tin của món hàng. Một người là gián điệp, nghe ngóng bên ngoài và cũng được cung cấp một từ gần giống với từ khóa của người dân. Hắn sẽ tìm cách trà trộn vào người dân. Một người là mũ trắng sẽ không được cung cấp từ nào cả. Hắn phải tìm cách đoán được món hàng là gì. Qua mỗi vòng, tất cả người chơi sẽ lần lượt nói ra một từ khóa có liên quan đến món hàng. Tới hết vòng, tất cả sẽ biểu quyết và loại ra một người khả nghi. Cứ như vậy cho tới khi gián điệp và mũ trắng bị loại thì người dân thắng. Nếu số gián điệp bằng với cả số người dân thì gián điệp thắng và lấy được hàng. Còn nếu mũ trắng đoán được món hàng là cái gì thì mũ trắng thắng và lấy hàng. Ngoài ra, mỗi người chơi đều sẽ có một chức năng riêng và sẽ được sử dụng khi cần thiết. Tất cả sẵn sàng chưa? Trò chơi Undercover ai là gián điệp bắt đầu. Thằng Roy, mày sẽ là người đầu tiên đưa ra thông tin về món hàng này. Không được, nếu như bây giờ mà nói rõ ràng quá, chắc chắn cái gián điệp sẽ biết được từ của chúng ta. Vậy thì mình sẽ nói rộng hơn một tí. Được rồi, món hàng này có giá trị. Đến lượt tao. Món hàng này rất nặng. Từ khóa của tao là từ sáng loá. Từ khóa của tao là cứng cáp. Đến tao, cái món hàng này nó có một từ khóa, nó chính là có thể đeo được trên người. Còn tao, từ khóa của tao sẽ là kim loại. Hết vòng thứ nhất, chúng ta giờ sẽ cùng bàn xem ai là kẻ đáng nghi nhất và bốt hắn bị thủ tiêu. Tao nghi ngờ nhất là thằng Roy. Okay. Nó bảo là món hàng này có giá trị. Nó cứ chung chung nào, món hàng nào chả có giá trị. Đúng rồi, đúng không? Bây giờ tao đi đầu, tao phải nói như thế chứ. Nó không nhận ra. Bây giờ tự nhiên nó tuyệt cái từ ấy ra kiểu gì nó chẳng biết. Chúng mày thử đi đầu xem. Tao ấy thì đang nghi ngờ thằng Cường. Từ khóa kiểu gì mà lại rất nặng. Ai xách vali mà chả thấy nặng. Từ khóa kiểu gì đấy? Toán nặng. Tao thấy nó nói cũng đúng mà. Anh em bình tĩnh, đừng lộ ra quá nhiều thông tin. Chúng ta có một mũ trắng nữa, hắn có thể sẽ thu thập thông tin và đoán được từ khóa chúng ta là gì. Thằng Bình, tao thấy mày đáng nghi lắm ấy. Mày là thằng cuối cùng có thể nghe hết các từ để suy luận. Mày đùa tao đấy à? Không biết từ khóa thì suy luận kiểu gì. Thằng Quân, mày đừng gọi đánh chúng lại. Cái từ của mày cũng chưa chắc liên quan đâu nhá.
sáng loá, sáng loá, trong từ sáng loá. Làm sao biết được cái từ của mày có trong món hàng không? Bây giờ chúng ta sẽ biểu quyết ra một tên mà chúng ta nghi ngờ nhất. Tất cả theo huy lệnh của tao. 1, 2, 3. Cái gì? Tao á? Cái từ của mày quá đáng nghi. Không được, không phải là tao. Chúng mày nhầm rồi, chúng mày suy nghĩ đi. Nhưng mà từ của mày quá chung chung. Mày là kẻ tình nghi số 1. Không, chắc chắn cái từ này không là tao. Tao đi đâu mà. Rồi à, tao rất tiếc. Nhưng mà đây là biểu quyết của số đông. Có vẻ như một gián điệp đã bị tiêu diệt rồi. Không lẽ mày chính là đây chính là năng lực của tao, kẻ báo thù. Tao có thể lôi theo một thằng xuống suối vàng cùng với tao sau khi tao chết. Chúng mày hiểu không? Ui, bình tĩnh nào Joker. Thực ra thì tao không muốn vote mày đâu, nhưng mà chúng nó ép tao vote. Anh em bắt tôi làm thế, tôi không muốn giết bạn đâu. Tao biết tao là mày là người, mày không phải gián điệp đâu. Chúng nó ép tao mà. Tao nói thật là lúc mà bán mày tao phân vân lắm, nhưng mà tao chỉ làm theo mệnh lệnh của chúng nó thôi mà. Bình tĩnh nào. Đi đâu ý? Tao sẽ chọn ra một thằng mà lúc đấy hắn dí tao nhiều nhất. Đó chính là thằng Cương. Tao ơi, thôi, tao xin lỗi, biết lỗi rồi. Mày đè đi. Và thông báo thằng Roi và thằng Cường đều là đồng đội không phải gián điệp. Sao đây, chỉ có 4 người thôi, chả lẽ chúng ta lại thua ở đây sao hả? Làm sao rồi anh em? Bình tĩnh à, chúng ta còn 4 người cơ mà, gián điệp chỉ có 1. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng mới và cùng nhau tìm ra gián điệp. Từ đến tao à? Để xem dùng từ gì được nhỉ? Khoan đã, tổ chức vừa thông báo vòng này mày sẽ là Mr. Mim. What? Tức là mày không được sử dụng lời nói mà phải sử dụng hành động để diễn tả cái từ khóa của mày. Cái gì? Dùng động tác á? Dùng động tác để diễn tả kiểu gì? Đùa tao à? Thì bây giờ tổ chức người ta nói thế. Động tác khó thế làm đâu. Mày mà không làm là mày bị nghi ngờ là gián điệp đấy. Làm đi. Tè luôn, nhiều khi mình tè hiểu được. Từ khóa của tao núng chảy. Thế thì từ khóa của tao sẽ là dẻo dai. Thế thì từ khóa của tao sẽ là có giá trị lên xuống. Tao biết được gián điệp là ai rồi. Ai? Là ai? Tao cũng đoán ra là ai rồi. Chính là mày, thằng Quang. Cái gì? Từ nãy giờ tao đã để ý rồi. Mày chỉ nói được những từ nung chảy, cứng cáp. Đó là một loại kim loại khá là giống bọn tao, có đúng không? Tao không có. Chúng mày xem đi. Từ của mày gần giống với bọn tao là từ ba đúng không? Chính xác. Ok ơi, chúng mày xem lại đi mà. Chúng mày nhầm hết rồi. Anh em, mau vote cho thằng Quang đi. Cái gì? Mày chính là gián điệp. Không phải mà, tao điều gì đó. Chiến thắng rồi, chúc mừng anh em. Thằng Quang cũng không phải là gián điệp. Cái gì? Thằng này cũng không phải gián điệp á? Không những thế, nó còn là cặp đôi.
Cặp đôi là sao? Cặp đôi là nếu như một trong hai người chết, người còn lại cũng sẽ đi theo người đấy. Thế ai là cặp đôi với nó? Là mày đấy. Vãi cả. Bỏ mẹ. Vậy như là chỉ còn lại hai người. Tức là cuối cùng thì tao cũng lừa tất cả chúng mày rồi. Tao mới là thằng gián điệp đấy. Mày, mày làm sao có thể trà trộn vào tao sớm như thế đâu? Bởi vì tao suy nghĩ luận cái từ của tao ấy, nó là bạn, thì chắc chắn cái từ của chúng mày cũng phải là một cái từ gì đấy liên quan đến nó. Mà ấy, bằng tất cả những cái dữ kiện mà từ nãy giờ chúng mày cho tao ấy, thì tao chắc chắn luôn ở trong này nó là bạn. Thua chưa? Mày thằng con. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Rồi thì số người đã bằng số gián điệp, không ai vô này chết được nữa, thì đồng nghĩa với việc tao là người chiến thắng. Không. Không. À. Ơ, sao không ăn được? Sao thế này? Mày nghĩ mày có thể ăn một tao dễ như vậy sao? Mày, quên giới thiệu với mày, thằng Cường trước khi chết nó có một chức năng cực kỳ là thú vị, đó chính là nữ thần công lý. Điều đó có nghĩa là dù phiếu vote bằng nhau, bọn tao vẫn có cách giết mày, thằng gián điệp á. Mày giết hay lắm, nhưng kết thúc rồi gián điệp ạ. Vậy là phe người đã chiến thắng rồi đúng không Minh? Đúng không Minh? Chia buồn với chúng mày, nhưng mà người chiến thắng không phải là bọn mày hay là gián điệp, mà là tao. Mày, mày là mũ trắng, kẻ không biết từ khóa là gì. Tại sao, tại sao mày có thể trà trộn nhanh như thế? Đơn giản thôi mà, mũ trắng khi ở cuối vòng sẽ rất có lợi thế. Tao sau khi đã nghe những từ khóa như là nặng, sáng hóa, có giá trị, đeo trên người hay là cứng cáp ấy, thì tao đã đoán được ra ngay đó là một loại kim loại quý hiếm. Và đến vòng 2 với những từ khóa như thế thì tao không thể nào mà nhầm được nữa rồi. Trong vali này có vàng. Không. Trò chơi này Vũ Trắng là người chiến thắng. Chúc mừng cậu đã thành công mang món hàng đến cho ta. Giờ thì đưa nó đây. Tôi lên đây để thông báo với ông một tin buồn. Tôi đã đoán được trong này có gì rồi. Giờ món hàng này là của tôi. Không ngờ ngoài đá ra vẫn có người nhìn thấy được công dụng của món hàng này. Ta sẽ tặng nó cho cậu. Ông nói cái gì đấy? Vàng thì ai chả biết công dụng nó. Vàng. Em mở ra và chiếm ngưỡng nó đi. Đây chính là một bảo vật quý hiếm giúp ta trở thành một ca sĩ nổi tiếng, vươn tầm quốc tế. Tên tuổi của ta phải sánh ngang với cả Amber. Không lẽ ông chính là Chun Bi? Anh
anh em nào có nick YouTube đăng nhập vào subscribe cho tôi. Ít thì một subscribe, nhiều thì like, share, comment. Anh em hiểu không nhỉ?